Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Top Tre. Phim hoạt hình 3D Trung Quốc đang là thể loại phim hoạt hình được nhiều bạn trẻ yêu mến nhất hiện nay. Đến với phim hoạt hình 3D Trung Quốc, khán giả sẽ bị thu hút bởi đồ họa nhân vật đẹp, kỹ xảo đẹp mắt cùng với nội dung phim hay và ấn tượng. Nếu bạn là một mọt phim của thể loại phim này thì chắc chắn bạn không nên bỏ qua những bộ phim hoạt hình 3D Trung Quốc hay nhất trong năm 2022 mà Top Tre sẽ giới thiệu trong video ngày hôm nay nhé. Bộ phim đầu tiên, Họa Giang Hồ Chi Bất Lương Nhân phần 5. Bộ phim được chuyển thể từ bộ phim hoạt hình đồ họa cùng tên. Các nhân vật chính trong phim cùng quân hiệp ẩn sĩ, phất kiếm giang hồ, cùng cháy hết tuổi trẻ và trải nghiệm tình ái xuyên suốt thời loạn thế hỗn độn, các biến ảo khôn lường của lòng trung thành và sự phản bội cùng bao thăng trầm bí kỷ. Cuối cùng từ trong thời đại lụi tàn này, đã khơi dậy nên nguồn sức mạnh then chốt, khai sáng nên một kỷ nguyên mới, lập nên một truyền kỳ võ hiệp lịch sử Trung Quốc huy hoàng và lãng mạn. Phần 5 trở về từ Như Cương. Lý Tự Nguyên tự xưng là giám quốc, mượn danh thiên tử truy giết bất lương nhân ở khắp nơi, mà Lý Tinh Vân thân là thiên tử lại phải đối mặt với một lựa chọn mới. Bộ phim thứ hai, Thiếu Niên Ca Hành Phong Hoa Tuyết Nguyệt. Sau khi vong ưu đại sư của Hàn Thủy Tự tạ hóa, một cỗ quan tài vàng thần bí nhập thế, vén lên phân tranh trong giang hồ. Thế lực các nơi đối chọi gay gắt, Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Thiên Nữ Nhụy lần lượt rơi vào phân tranh. Sách Mã Giang Hồ Mộng, ỷ Kiếm Đạp Ca Hành. Câu chuyện về bí mật của quan tài vàng này dần dần được hé mở. Bộ phim thứ 3, Binh Chủ Kỳ Hồn. Bộ phim Binh Chủ Kỳ Hồn thuộc thể loại cổ trang võ hiệp, là bối cảnh nhân gian đang đứng trước một tai họa chiến tranh với thần ma sắp xuất hiện. Bọn ma quái sẽ mượn thân xác của con người để tồn tại. Ngày Lê Thạch ra đời, trời giáng dị tướng, trở thành vật ký chủ mảnh tàn hồn sót lại của binh chủ, từ đó bị các tông môn trong thiên hạ truy sát. Cha mẹ của Lê Thạch vì sự an toàn của cậu nên đã dụ địch đi. Viên Thần Dương bèn mang theo Lê Thạch, vừa chạy vừa trốn, cuối cùng dừng chân tại thành Lâm Hải, lấy thân phận là ngư dân để ẩn giấu. Vì để tìm kiếm cha mẹ, Lê Thạch quyết tâm thông qua tuyển chọn, tiến vào tông môn của thành Lâm Hải, 5 năm tổ chức một lần. Bạch Tướng Đại Sư, trận pháp của yêu tộc Hồng Môn đã mô phỏng thần thông của binh chủ. Trên nền tảng trận pháp của Hồng Tổ, nghiên cứu ra một trận pháp tà ác có thể hấp thu tinh khí của sinh linh, dục vọng biến vạn tộc trong sơn hải giới thành thức ăn của yêu tộc. Doanh Câu trợ giúp hoàn thành trận, một màn âm mưu bao trùm lên bầu trời của thành Lâm Hải, đợi ngày bùng phát. Bộ phim thứ tư, Vĩnh Sinh. Gian nô Phương Hàn từ nhỏ ôm ấp niềm tin, thà làm ăn mày, không làm nô cho người, dựa vào sức mình tung hoành giữa thiên hạ. Hắn dựa vào điều bí ẩn quật cường, không chịu thua đột phá thần thông, khiến bản thân trở nên bất tử, cố gắng từng bước vào tiên đạo, cuối cùng trở thành một vương giả đỉnh cao. Bộ phim được công chiếu vào ngày 29 tháng 1 năm 2022. Hãy cùng theo dõi bộ phim này nhé! Bộ phim thứ 5, Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Một ngày nọ, virus 2R không rõ nguồn gốc xuất hiện trên trái đất và thế giới dính vào thảm họa. Những con vật bị nhiễm đột biến thành những con quái vật đáng sợ và xâm chiếm hàng loạt. Thử thách mà nhân loại đã trải qua trong thời kỳ này được gọi là thời kỳ Niết Bàn. Trong môi trường sống khắc nghiệt, thể chất của con người đang dần dần hoàn thiện và phát triển. Xu hướng võ thuật đang lên, thể chất của con người cũng được cải thiện về chất so với trước đây. Và những người giỏi nhất trong số họ được gọi là Warriors.
Bộ phim thứ 6, Đấu Hồn Vệ Chi Huyền Nguyệt Kỳ Duyên phần 5. Thời kỳ thượng cổ, ý đồ hủy diệt nhân loại của Linh Thế Tôn giả bị đấu hồn vệ đánh thức, huyền trang chi kiếm phong ấn lại. Bây giờ nhân loại dục vọng bành trướng, vô hạn, cướp đoạt tài nguyên, hoàn cảnh bị thay đổi. Loại khí tức hắc ám tràn ngập này khiến cho huyền hoàng chi kiếm bị ăn mòn. Sau khi tỉnh dậy, Linh Thế Tôn giả đem hắc ám chi lực của mình truyền vào tổ chức ám dạ La Sát giáo của nhân loại. Một mặt tìm kiếm huyền trang chi lực bị thất lạc, ý đồ giải khai phong ấn của mình. Một mặt khác, bốn phía diệt sát hậu duệ đấu hồn vệ để giải trừ nỗi lo về sau. Trương Xuân Phong vô tình bị cuốn vào một trận phân tranh, đấu hồn ở trong cơ thể bị kích phát. Hắn lợi dụng lực lượng đấu hồn, cứu được hậu duệ đấu hồn vệ Thượng Quan Minh Nguyệt thoát khỏi hiểm cảnh. Trương Xuân Phong biết được thân thế hậu duệ đấu hồn vệ của mình, chủ động gánh vác việc tìm kiếm những người thừa kế đấu hồn khác, sau đó chống lại tổ chức tà ác, cứu vớt nhân loại, trải qua những thử thách nguy hiểm. Câu chuyện sau bức màn dần dần được hé lộ. Bộ phim thứ 7, Vạn Vực Phong Thần. 8 năm trước, phụ thân và ca ca của Vân Phi Tuyết gặp phải ám toán trong một lần làm nhiệm vụ hộ tống Long Mạch, huyết mạch Vân gia. Từ đó chỉ còn lại Vân Phi Tuyết nhỏ tuổi, nhưng Vân Phi Tuyết cũng bị một cổ sức mạnh thần bí ký sinh. Cổ sức mạnh kia hoàn toàn là một với Vân Phi Tuyết, hóa ra một ảo ảnh giống hệt như hắn. Ảo ảnh sống nhờ vào ý thức của Vân Phi Tuyết, thời khắc chuẩn bị để thôn phệ thần hồn đoạt xác. Bộ phim thứ 8, Tuyết Ưng Lĩnh Chủ phần 3. Đông Bá Tuyết Ưng vì chúng sinh, vì thái bình của một phương đã tấn công ma thần, đánh ngũ đại tướng quân của ma tộc, xông thẳng xào huyệt ma thần hội, cùng các siêu phàm hạ tộc chống lại song sát ma thần vụ thần, chung tay bảo vệ hạ tộc. Song Tuyết Ưng nhân lúc này lại trúng vu độc, sống không bao lâu, cuối cùng lựa chọn song túc song phi với người yêu Dư Tịnh Thu. Nhàn vân dã hạc từ đây, quy ẩn giữa thiên địa. Bộ phim thứ 9, Hành Trình Dị Giới Của Ta. Hành Trình Dị Giới Của Ta, thiếu niên Tiểu Trần vì nhỡ nuốt Hỗn Thiên Châu mà tiến vào dị giới, trở thành thiếu gia nhờ mặt kiếm cơm đệ nhất Mỹ Nam Mộ Vân Thành. Y phát hiện bản thân tuy được nữ nhân ở Mộ Vân Thành săn đón và yêu thích, nhưng lại là phế vật không thể tu luyện. Vì muốn quay về thế giới cũ, y từ bỏ cuộc sống yên ổn của một thiếu gia, chống lại sự phản đối kịch liệt của gia tộc, kiên quyết dấn thân vào con đường tu luyện. Bộ phim thứ 10, Tinh Thần Biến phần 4. Bộ phim Tinh Thần Biến là một tiểu thuyết võ hiệp có nội dung kể về một câu chuyện tiên hiệp hoành tráng, kể về người thanh niên Tần Vũ gian khổ tu luyện, vượt hết khó khăn này đến nguy hiểm khác để lên thần giới tìm người yêu. Vì để tìm tung tích của Ngọc Kiếm dẫn đến đại chiến ba tộc, Tiên Ma Rồng, Tần Vũ dưới sự giúp đỡ của Lan Thúc đã có được thanh kiếm thứ 8, trở thành lãnh tụ của thế lực lớn thứ tư ở đáy biển. Tần Vũ quyết tâm đối mặt với thử thách mới, tập hợp Ngọc Kiếm, mở tiên phủ. Cuối cùng, tiên phủ từ từ mở ra. Lúc bước vào bản địa, thử thách sinh tử chỉ mới bắt đầu. Trên đây là top 10 bộ phim hoạt hình 3D Trung Quốc hay nhất đầu năm 2022 mà TopShare vừa giới thiệu đến các bạn. Đừng bỏ lỡ những bộ phim trên để có những giây phút giải trí vô cùng hấp dẫn và thú vị nhé!
Cảm ơn các bạn đã xem hết video này. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.